Chào các bạn, chúc một ngày mới an lành. Hôm nay thì Năm Thu sẽ làm một cái clip để chia sẻ cùng các bạn là cách để mình chỉnh sửa, mình nắn lại cái củ rễ mà từ cây sứ mà dâm cành đấy bạn. Đây là một cây sứ dâm cành, cây này nó sứ dâm cành, đây là cái loại này là người ta gọi tên là sen hồng nè, cây nè cũng là loại sứ cánh kép. Cây nhỏ vậy chứ Năm Thu đó ươm cũng được, hôm nay là cũng được cả năm rồi các bạn. Mình á thì khi mình ươm á thì mình sẽ có một cái dụng cụ để mình chặn cái rễ dưới đây nè, cái miếng chặn cái rễ để cho rễ nó bàn ra. Nhưng mà khi mà cây sứ nó lên thì khi mà cái rễ nó phát triển thì không bao giờ nó cũng như mình mong muốn, bởi vì mình phải chỉnh sửa lúc cái rễ nó còn nhỏ. Thì như các bạn biết rồi á thì cây sứ nhánh và cây sứ cũ á, thì mỗi một cái nó có một cái đặc điểm riêng. Như là bạn thấy không, cây sứ cũ á, sứ mà có củ mà từ cái nhánh dâm á thì nó khác hẳn với mà củ sứ mà từ cái nhánh hạt nhánh hộp, nó khác xa một trời một vực à. Nhưng mà bù lại á, thì mỗi một cái nó có một cái nét đẹp riêng. Cái mình trồng hạt á, thì nó đẹp, nó cái củ nó đẹp theo cái kiểu hạt. Còn mình trồng nhánh dâm á, thì nó đẹp theo kiểu nhánh dâm. Nó không lẫn vào đâu được. Nếu bạn chơi thường các bạn nhìn bạn sẽ biết nó không bao giờ nó nhìn lẫn, nhìn là biết liền. Cây sứ dâm nhánh này nè, khi mà Năm Thu trồng á, Năm Thu có nhiều người ta dâm nhánh nó rất là to, to cỡ này cho lên ta dâm. Nhưng mà Năm Thu dâm cái sứ nào mình dâm nó còn nhỏ bằng tay cái thôi. Chính vì mà cái sứ dâm cành á, bạn dâm lúc nó còn nhỏ đó thì cái củ của nó sẽ tương xứng cái thân cây nó rất là đẹp. Còn những cái cành sứ mà bạn mà dâm sứ mà lúc mà cái nhánh dâm cành nó to đó, cái củ nó lên không tương xứng, cái nhánh nó không đẹp đâu. Bạn thấy không? Đây là cái củ của nó, củ của nó lên nó không như ý mình nè, bạn thấy không? Nó xoắn nè. Người thì khoái sáng chứ Năm Thu là củ là mình phải duỗi ra. Củ thì phải cho nó thẳng ra nó mới đẹp. Là bây giờ mấy cái củ nó thế này. Bây giờ sẽ Năm Thu sẽ hướng dẫn chia sẻ các bạn nha. Nói hướng dẫn thì nó cũng hơi quá, tại mình cũng không có tài cán gì mà nó hướng dẫn. Lỡ nói rồi mấy người khác, mấy lão tiền bối nghe họ mắng cho, họ nép đá cho mà u đầu sức chán nó phải chơi mà bạn, đúng không? Giờ bạn thằng thấy không, rễ nó nhiều quá. Bây giờ những cái rễ mà nó cái thứ này Năm Thu trước khi Năm Thu mà để chia sẻ cùng các bạn thì Năm Thu cũng đã nhổ nó lên nay cũng không trong ngát á. Đã nay nó cũng được 3 ngày rồi, thành ra cái củ nó còn nó dẻo lắm. Thì bây giờ nè, bây giờ mình tiến hành ha. Giờ Năm Thu sẽ tiến hành mình bỏ bớt những cái rễ mà nó cong cong quẹo quẹo như rau bông già vậy nè, trắng thực sự gì á, bỏ đi. Phân cắt bỏ bớt mấy cái rễ đi. Bạn giờ tỉa ha, mình bỏ bớt mấy cái rễ cong cong rồi đi. Rồi rút ra cái đi nè, giờ rút ra. Nó xoắn như thế này đây, có nhiều người không biết á, nó bảo nó xoắn như thế này thì đẹp, nhưng mà nó xoắn như thế này nó chỉ lạ mắt thôi bạn ơi. Nó sau thời gian này mấy cái xoắn này nó xấu lắm, nó làm phá cái dáng của cây sứ á. Giờ từ từ bắt từ từ ha, từ từ bạn tháo củ ra, bao giờ mình tỉa về tỉa mấy cái đầu rễ, các bạn đừng có tỉa nha, mấy cái đầu rễ này mình giữ lại, tại vì mấy cái đầu rễ nó sẽ hút dưỡng chất nè. Đó tỉa ra đây. Thấy giờ Năm Thu kéo rễ ra chưa? Đây mấy cái rễ mà giống như cái râu của mấy ông già đó, nó leo que nó, thôi mình cắt mình bỏ đi bạn à, cắt bỏ đi giữ làm gì. Hãy cắt bỏ nha, hãy cắt bỏ đây, bỏ rễ đây. Mấy cái rễ mà không cần thiết á, không thiếu bạn cắt bỏ đi, tại vì cái này nó cũng khô rồi, nó cũng héo rồi, nó dẻo rồi, đồ nghề dở quá. Đó thì bạn cắt ha, cắt bỏ bớt mấy cái rễ lòng phòng đi. Ở đây nói mỗi người một kiểu, nói chung là cái nghề chơi thì vậy đó, mỗi người một kiểu, nó không ai giống ai. Mình làm theo cái ý mình, quan trọng là mình thích là được rồi, ai nói gì nói mặt họ. Có những người khi mình làm mà không đúng sở thích của họ thì họ nói có những cái lời lẽ mình thấy cũng không được đẹp cho lắm. Năm Thu thì cứ quan niệm là mình chơi theo ý mình, đẹp xấu gì kệ mình, miễn sao mình thích là được rồi, đúng không các bạn? Bởi vì Năm Thu mà chia sẻ như thế này đi, các bạn nào cảm thấy mình có đồng cảm với nhau ấy, thì anh em mình chỉ chia sẻ để cùng nhau góp ý là trên tinh thần là mình xây dựng, chứ không phải là góp ý là trên tinh thần để mà dìm hàng với nhau ha. Dìm hàng lẫn nhau thì nó cũng không hay. Nó nói ở đời mà ở sao cho vừa lòng người, mà ở rộng thì người cười, mà ở chật thì ở hẹp thì người chê. Thế bây giờ các bạn cứ tỉa đi, tỉa bỏ mấy nhánh đi.
ha, tỉa bỏ nhánh đi ha, tỉa bỏ nhánh xong rồi bắt đầu cái mình mới tiến hành mình trồng lại đó. Thấy không, nó lên bắt tự thâm dưới mình. Khi mà cây sứ, một cây sứ mà nó muốn đẹp á, thì nó phải có cái rễ bằng cái hông, nó bằng đấy vậy, nó bằng đều bốn phía vậy này, để nó bằng đều. Cái cây sứ nhánh đó, nó có cái đặc điểm là cái rễ nó bàn ra nó đẹp lắm, giống như cây cổ thụ ở trong rừng á. Còn mấy cái cây mà trồng hạt, cái củ nó u nần, củ như củ cải, cái u nần bắp nha, cái u thịt bắp. Còn cái thằng sứ mà mình, nếu mà mình thằng sứ mà mình trồng từ cái nhánh dâm á, thì nó có cái củ nó khác. Để đến phương tiện đó, tỉa nói cứ nặng nọ với mấy cái chuyện này, tối ngày cứ suốt ngày cứ rảnh cái lên sân thượng, cái làm mấy cái quay video đồ tán ngẫu rồi chơi. Nói vậy cái bàn sớm nhiều lúc ông nội nè, ông bị bệnh gì mà cứ tối ngày thấy ông lên sân thượng, ông cứ lải nhải của mình ổng. Thôi kệ bà, phải nói gì bà nói ha, thôi xuất đầu cãi gì cho mệt. Tại vì mình ngồi đây cái máy phim cho xíu nó nằm gọn trong lòng mà. Chứ bà bên kia bà nghe mình nói lải nhải, bà tưởng là mình khùng, bà tưởng cha này cho thằng kinh, nắng quá cho thằng kinh. Bà kỳ cục, có thắc mắc cái chuyện người ta ngủ kỳ cục, người ta làm gì, người ta làm kệ, người ta mắc mớ gì. Chứ không nói chuyện gì bà ghen lên hay sao. Dạ, à, mấy bạn nắng nè. Dễ bằng, mấy bạn khi mà bạn tỉa rễ mấy bạn, bao giờ cũng vậy nè, đến năm thu, mấy bạn tỉa rễ nó chừa mấy chùm rễ đầu lại nè. À, mấy chùm rễ đầu đừng có tỉa, như là cái nhánh này ha, mấy cái nhánh rễ này năm thu tỉa gì tỉa, nhưng mà cái chùm rễ đầu không có tỉa. Như bây giờ mình tỉa nhánh nhỏ nè hả, đó, tỉa nhỏ đi hả, đó. Tỉa bớt đi, bớt nhánh này đi. Giờ nó cũng tương đối gọn rồi, tỉa thêm mấy cái râu này đi, râu rồi le que ha. Tỉa bớt mấy cái này đi, nhỏ đi ha. Tỉa nhỏ là tỉa gọn là hả, các bạn thấy không, giờ nó đó, gọn gàng sạch sẽ không đó. Nó tạm thời hồi nãy nó rối bù ra như cái mớ bồng bông đó, đó. Bây giờ đó tỉa bớt đi, rồi giờ nó như vậy ha. Như là tạm thời khi mà mình tỉa như thế này cũng tạm ổn rồi. Bây giờ là bước thứ hai là mình kéo nó rồi, nhưng mà khi mình nắng làm cái nào mình nắng được rồi năm thu sẽ chỉ cách cho các bạn mà cách mình nắng cái rễ, mình kéo cái rễ ra nha, khi mà mình trồng xuống đất. Thì thôi giờ chuẩn bị ha, chuẩn bị tiếp cái phần hai này để mình đưa vô chậu cái bình, mình kéo rễ nó ra nha mấy bạn. Rồi. Đất khi mà cái sứ mà chuẩn bị mình đưa vô là mình chuẩn bị đất sẵn nha bạn. Đất này là đất năm thu, đất này nó thẳng hơn, cát rất là xốp nè, cát đen xốp nè. Năm thu trộn cát đen với phân khô á. Bạn có phân khô gì bạn dùng phân đấy. Nhà năm thu thì có phân chim bồ câu á, thành ra năm thu ủ như bồ câu, năm thu bón vô sứ với mài thì nó rất tốt. Là theo mình trộn lẫn nè, trộn lẫn đất với phân là mình trộn lẫn vô nha, trộn lẫn thêm một cái tỷ lệ thì đất 70 phân 30 thôi. Phân ít quá thì nó không phát triển, mà phân nhiều quá thì nó nóng cây, nó làm cây còi cọc. Các bạn chú ý cứ trộn theo đúng tỷ lệ thôi, phân nhiều quá cũng không tốt, mà phân ít quá thì cây nó không đủ dinh dưỡng chất. Đây bắt đầu mình đặt cây sứ vô. Bây giờ đặt cái sứ vô đặt nha. Trước khi đặt cái sứ mình kéo rễ nó ra hết nha bạn, kéo rễ cho nó bàn ra. Bạn kéo rễ cho nó bàn ra. Kéo rễ cho nó bàn thôi bạn. Để năm thu từ năm thu chỉnh rễ ha. Kéo bàn lại nha. Bây giờ các bạn muốn cho cái rễ mà nó nằm cố định theo một chỗ mà mình muốn á, tại vì bao giờ nó cũng quăng vô vậy nè. Bây giờ mình phải kéo rễ ra, nhưng mà kéo rễ ra rồi á thì làm sao cho nó giữ được cái cây. Bây giờ về thôi, các bạn dùng cái dây kẽm này đây, dây này nhôm chứ, nhôm mấy bạn, bạn cắt sợi nhôm ha, bạn gặp nó lại ha, gặp sợi nhôm này nè, cắt sợi nhôm ra, đây, đó, các bạn dùng sợi, các bạn định vị nha, đầu tiên các bạn định vị nó trước đi, định vị cái gà cũ này trước đi ha, ok, định vị đây trước, rồi đây một cái nữa, bạn dùng sợi nhôm đấy nha, sợi dây nhôm này, dây nhôm mà, cái loại dây nhôm mà mình uống cành đó các bạn, uống cành mai á, nhớ là loại như đó. Rồi các bạn định vị thêm một cái mối bên đây nữa, định vị thêm một cái gốc bên đây nữa, gài xuống cho nãy. Như bạn nhớ nha, khi mà dây nhân định vị như thế này sau một thời gian bạn nhớ rút nó ra nha. Bạn nhớ khi mà cây mà nó cứng, cái rễ nó cố định rồi á, bạn cứ khi phiều đất ra bạn rút cái nhôm ra.
nếu mà bạn mà không rút bằng nhôm sau này cũ nó lớn cái phình nên sẽ bó vô, nó bó nó giữ cái nhôm lại để làm hư cái cũ á. Mà cái nghề chơi nào giờ phải có một chút chút xảo thuật ha, kỹ thuật à, kỹ thuật đi, nói kỹ thuật cho nó bài bản, nó xảo thuật nghe ghê quá đó. Bạn rút ra à, rút cho nó duỗi đó nha, cũ phải thẳng mới đẹp chứ cũ không không bự quẹo xấu quá cũ đó. Giờ à, giờ đó bây giờ mình bấm cái dây nhơ, mình cứ định vị từ từ nơi nào mình muốn á, mình muốn nó nằm chỗ nào á, mình cứ kéo ra, mình chắn à, kéo ra mình bấm đưa cọng nhôm xuống, đưa cọng dây nhôm xuống để nó giữ nè. Đó, tạm thời nó giữ đi không, đây nè cái cổ này kéo cô ra, kéo cổ cho bạn vào đây à, đừng có cho các bạn nhớ là đừng bao giờ cho cái cũ mà nó thắng vào nhau. Bạn cứ để cho cái cũ á, nó cái cũ của nó duỗi ra, nó duỗi ra càng tốt, duỗi mình dễ chỉnh ha. Chứ các bạn đừng có làm cho mấy cái cũ nó cuốn vô, nó xoắn vô không, nó sau này nó bị rối, nó mới đẹp. Đây, gài chỗ vô, gài vô, rồi qua em đây coi, nó dần qua từ góc này bắt đầu kéo mấy cái rễ ra nè, kéo mấy cái rễ ra, ok, đây nè cái rễ nó cuốn đây nè, bạn kéo rễ ra, rồi vậy nha, kéo rễ ra, đó, kéo từ rễ nó vậy đó, kéo cho cái rễ nó bàn đều nha, mà cho nó bàn đều đây, đó, mấy này mình xoắn lại vậy nè, để vừa, kéo ra ha, kéo ra mình gài cái rễ lại hết mấy cái rễ này, mình phải gài để mình giữ lại nhớ bạn, mình gài giữ, và phải kéo cái rễ nó ra, đó, bạn kéo cái rễ ra, rồi cứ gài lại, phải có cây gài lại, rồi bên đây có không, bên đây. Không, tạm thời cái cây này nó ổn định ha, bạn định vị giữ cây lại nha. Mình phải có dụng cụ để mình định vị, mình giữ cái cây cho nó thẳng lên các bạn. Thẳng lên đó, định vị giữ thân nó thẳng lại. Mẹ có lỗ xà bá nhưng không thấy đường mọi người ơi. À, thôi vô rồi. Bà mẹ nó đeo mắt kính rồi mà còn mắt còn thấy lờ mờ. À vậy à, hả? Bây giờ bạn thấy không? Rồi, Nam Thu sẽ kéo cái rễ bàn ra. Tùy theo cái thế rễ, nói chung là cái rễ này nó cũng không đạt yêu cầu nó bạn à. Nếu mà cái rễ nó duỗi hết ra vậy, nó duỗi bốn phía, mình sẽ gài như thế này thì nó mới đẹp. Còn tại vì cái rễ này nó sẵn là mình cách là chữa trái nó thế thôi. Như vậy cũng tạm ổn rồi. Là mấy bạn bỏ đất vô ha. bỏ đất phân vô đây, trong thời gian chỉnh sửa đó mình chủ yếu là mình cho cái rễ nó định vị cái rễ nó thôi, chứ mình không cần thiết để mình nói đôn rễ để cho nó lòi rễ cho đẹp không đâu. Cái thời gian là mình chỉnh cái rễ đó mà. Rồi đó, các bạn lắp sơ lại đó, lắp sơ lại ha, vài ngày nữa mình tưới là nó sẽ lòi rễ đó thôi. Đó, bước đầu rồi. Khi mà trồng cây á, lần thứ nhất là mình đã trồng cây rồi. Thứ hai sau năm sau mình dỡ lên để mình chỉnh sửa cái bộ rễ của nó. Nhưng mà ngay thời điểm bây giờ á, mình cũng muốn cho nó chơi lâu dài nên mình chưa cần thiết để các bạn đôn rễ nó lên đâu. Hãy cứ để cái rễ mà nó nằm trong lòng đất này nè thì nó cái rễ nó phát triển nhanh hơn mà mấy cái rễ mà bạn để phô lên như mặt đất. Như tạm thời nó về là ổn rồi. Đó mình chỉnh rễ được rồi. Vậy nha. Các bạn thấy không? Đó, vậy là xong thôi. Nó chỉ đơn giản này mình chỉnh cái rễ lại rồi sau này mình sẽ khi mình đôn rễ lên á thì cái bộ rễ của mình nó đã chảy đều hết rồi, nó rất là đẹp. Mỗi người có một cách chơi thì Nam Thu chia sẻ cùng các bạn như vậy. Nếu mà chia sẻ bạn nào thích á thì mình cùng nhau mình tạo thành cái bộ rễ cho nó đẹp, các bạn không thích thôi để tự nhiên cũng tùy. Nói chung là không ai phải ép mình hết, mình thích thì mình làm, thích thì thôi. À, thấy không? Vậy là xong. Vậy là cái quy trình để mình chỉnh sửa cái bộ rễ để sau này nó có được một gốc sứ đẹp từ cái sứ dâm cành. Vậy là tạm thời là ổn rồi mấy bạn. Là cái cốt lõi là mình đã chỉnh được cái phần rễ
cái phần rễ nó theo ý mình rồi là sau này nó cứ thế mà nó phát triển ngày to lên, ngày to nó bàn nó bốn bên vậy. Ừ. Thì sau chỉnh rễ xong rồi á thì bây giờ mình sẽ tưới lên cái thuốc kích thích tăng trưởng rễ á, mình tưới lên vậy là xong nha bạn nha. À, hôm nay thì Nông Thu với làm cái clip như thế này để chia sẻ cùng các bạn là cách mình chỉnh sửa cái bộ rễ sứ á, để sau này có được những cây sứ nó có củ rễ theo ý mình. Thôi mình Nông Thu cũng bye bye, chào mấy bạn nha. Thôi hẹn gặp lại mấy bạn trong những cái clip kế tiếp. Bye bye, thân chào, hẹn gặp lại.